ung thư não giai đoạn cuối không thể chữa khỏi được, chỉ có thể tiến hành xạ trị để kéo dài thêm thời gian. Nếu chỉ còn một ngày để sống thôi, chú sẽ làm cái gì điên rồ nhất mà từ trước cho tới bây giờ chú chưa từng làm? Tôi thấy thời gian của tôi còn ít lắm. Tôi muốn được đi đây đi đó để nhìn ngắm thế giới này. Đi với tôi chứ? Con sẽ đi với chú, nhưng mà với một điều kiện. Chú phải tuân thủ hoàn toàn theo chế độ chăm sóc của con. Vậy đi thẳng lên Tây Nguyên luôn hả chú? Trời ơi, từ từ. Trời ơi, im lặng nha, em tập trung con nói nhiều quá à. Chú không được uống cà phê nữa. Phá lệ chút được không? Không được, tuyệt đối không là không. Chứ giờ uống cái gì? Uống thuốc ngủ. Cái mục đích của em á là đưa anh Thiện về thành phố đi trị bệnh mà. Dừng lại, dừng lại. Vậy ông anh cho tôi xin quán gia ăn được không? Ông định đi đâu? Dạ, tôi xin về Đức Trọng. Anh cực khổ ngoài đường để anh đi kiếm tiền. Anh kiếm tiền về để làm gì? Để đưa cho em. Bây giờ em là thành bà tỷ phú rồi, em còn muốn cái gì nữa? Từ bây giờ trở đi, vợ chồng mình mạnh ai nấy sống. Chú có sao vậy? Anh Đức ơi, anh sao vậy? Anh Đức ơi, anh tỉnh lại đi. Chú ơi,